Khán giả có số điện thoại là 0359, ba số cuối là 873 ở tỉnh Trà Vinh thì lại hỏi: nhà tôi nuôi 300 con gà mái đẻ, nhưng mà đàn gà nhà tôi nó có hiện tượng là nhiều con hen khẹt, mặt thì sưng lên, hầu cũng bị sưng, đi ngoài phân trắng xanh. Tôi đã dùng thuốc được 5 ngày nhưng mà không khỏi. Xin được hỏi nguyên nhân và cách khắc phục bây giờ thế nào? Vâng, thưa bác, chuyên gia Nguyễn Thị Liên Hương đã trả lời câu hỏi này của bác như sau. Kính thưa khán giả, kính thưa bà con, thì với cái biểu hiện khán giả miêu tả thì nhiều khả năng là gà mắc bệnh đường hô hấp mãn tính. Cũng có thể nó sẽ kết hợp với cái tụ huyết chuột, đấy nó ghép, bởi vì cái hầu sưng, đấy, thì còn cái mắt sưng và hen khẹt thì là thường là bệnh đường hô hấp mãn tính rồi. Thế ở đây thì khán giả nói là đã dùng thuốc nhưng không thấy đỡ. Thì cũng chưa biết là khán giả dùng loại nào, bởi vì với những bệnh này thì chúng ta phải phối hợp. Một là kháng sinh đặc trị về đường hô hấp như kết hợp với một cái kháng sinh phổ rộng. Đấy, và với cái bệnh đường hô hấp thì dùng thuốc nhưng mà phải phối hợp, đồng thời là phải cải thiện được cái môi trường. Đấy, thì ở đây thuốc thì tôi cũng cứ giới thiệu, bởi vì khán giả nếu là đã dùng trong một trong các loại này rồi thì chúng ta tiếp tục dùng theo đúng liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất. Còn nếu chưa đúng mà chúng ta sử dụng những cái thuốc nó xa những cái kháng sinh điều trị về hô hấp kết hợp với tụ huyết trùng, thì chúng ta sau 3 ngày chúng ta nên dừng cái thuốc đó và chúng ta đổi sang thuốc có tác dụng tốt hơn. Ví dụ như flofenicol hoặc là timicosin, nhưng nên phối hợp với oxy tetraxyclin hoặc là doxycycline. Còn riêng những cái con mà bệnh nặng nên tách riêng, bởi vì chúng ta điều trị cá biệt những cái con bệnh nặng thì chúng ta tách và tiêm cái lancomycin mà kết hợp spectinomycin, hoặc là tiêm cái tilosin mà kết hợp mesentamycin, tức là cái gentatilo. Đấy, thì chúng ta điều trị cá biệt những cái con bệnh nặng. Thế còn toàn đàn thì chúng ta có thể hòa nước uống hoặc trộn vào thức ăn tùy theo cái phương thức sử dụng. Nhưng chú ý là phải để cho mỗi con nhận được một cái lượng thuốc như nhau, đấy, để đủ cho cái tác dụng điều trị bệnh. Hòa nước hay trộn thức ăn đều phải đều. Ví dụ như hòa nước thì bao giờ chúng ta cũng chú ý là cắt nước cho gà khát đi. Ví dụ trước khi cho uống thuốc 1 tiếng chẳng hạn, cho toàn đàn nhịn khát đi. Thế là khi chúng ta đưa hòa cái nước thuốc vào thì chúng ta bổ sung tăng cái máng uống lên, để cho tất cả gà mà nó đang khát như vậy nó đều uống một lượng nước như nhau. Đấy, thì là uống một lượt mà nó gần hết, chỉ còn một số ít nữa thì những cái con nào nó có nhu cầu uống thêm. Như điều trị nó phải làm triệt để như vậy thì cái lượng thuốc nó phân bố đều cho các con. Thế còn nếu mà trộn thức ăn thì chúng ta phải trộn từng phần một. Ví dụ như là thức ăn viên chẳng hạn thì rất là khó trộn, thì chúng ta lại phải trộn vào cái thức ăn mà nó có nhiều bột. Đấy, trộn thuốc đều vào sau đó lại trộn vào cái thức ăn viên. Thế nhưng mà nếu mà trộn thuốc và thức ăn viên thì lại phải nên hòa hơi một chút nước vào cho cái thuốc nó tan ra và chúng ta vẩy đều thì nó đều hơn. Chứ còn nếu mà dạng bột bao giờ nó cũng lại lắng lại ở dưới đáy máng thì cái lượng thuốc điều trị là không đủ. Đấy, chính vì thế cho nên cái phương pháp sử dụng chúng ta cũng hết sức lưu ý. Thế còn cái thuốc thì là chúng ta nên lựa chọn như tôi vừa hướng dẫn. Thế còn một mặt nữa là cái bệnh đường hô hấp thì nó rất cần phải cái cải thiện môi trường, bởi vì con gà nó là lớp chim. Cái tần số hô hấp của nó nhiều, mà nhất là khi cái bệnh đường hô hấp thì cái khả năng thu nhận oxy là thấp. Chính vì thế cho nên cái cải thiện môi trường chăn nuôi là rất cần thiết. Còn dùng thuốc thì trong liệu trình dùng thì chúng ta cũng bổ sung vitamin, và hết liệu trình kháng sinh thì chúng ta cũng bổ sung men tiêu hóa hoặc chế phẩm vi sinh hữu ích để nâng sức đề kháng cho gà, và gà nó sẽ nhanh bình phục hơn. Đó, chúc khán giả xử lý thành công.